tôi giới thiệu, xin chào mọi người nha. Bây giờ Thiện và anh Nam sẽ cùng giao lưu bài hát Tầm Phu. Và xin phép anh một tí thời gian để anh em mình giao lưu. Lâu quá, bây giờ Thiện có đàn này. Bây giờ đây. Kỹ thuật để mình chơi về phiên anh bấm này, nó dạo xong nó sẽ vô phiên A, hay là anh bấm này nó dạo xong 8 thì nó sẽ vô phiên D tùy mình. Đó là cái kỹ thuật chơi sao cho nó hay hơn, hoặc là nổi tông lên cho người nghe nó cuốn hút hơn. Ok, như vậy là em cũng cảm ơn anh Tốt Nghiệp đã dành thời gian đến đây và cũng cho phép em và các bạn ở đây được phép quay phim anh và chia sẻ với mọi người. Và cuối cùng em chúc anh sức khỏe và có vấn đề gì thì em sẽ cố gắng hỗ trợ anh hết khả năng của
của mình. Dạ. Cảm ơn Hiển. Dạ. Là anh cũng tìm hiểu ở trên Zalo và biết được đang bên trên YouTube và biết được gặp điểm của em. Dạ. Đồng thời anh sẵn dịp luôn anh con gái dạ, để mua cái đàn về theo kỹ của anh. Có gì con em giúp đỡ khi bạn mình đi ra một khu shop thử nghiệm cái bàn nhà. Dạ rồi, cảm ơn anh em cộng sự nha. Em có thể like này rồi bây giờ đóng gói.